Đây là buổi tuyên truyền đề án Hội An Nhân Tình Thuận Hậu tại trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thị Lù, xã Cẩm Thanh, được Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố, cơ quan trực đề án thực hiện. Các nội dung trọng tâm xây dựng con người Hội An, nhân tình thuận hậu, hướng đến thành phố sinh thái, văn hóa du lịch. 9 nội dung vận động thực hiện các hành vi, ứng xử văn hóa văn minh, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của con người trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, được chuyển tải đến giáo viên và học sinh một cách sinh động, gần gũi. Những cái thông điệp mà đề án đưa ra thì nó rất là gần gũi, thân thiện đối với học sinh. Thì nhờ vậy mà những cái việc làm tốt nó sẽ được lan tỏa đến người khác và ngày càng có những cái việc làm tốt được thực hiện ở trên địa phương của chúng ta. Cái việc mà phối hợp với Trung tâm Thể thao Văn hóa Truyền thanh Trường Hội An tổ chức tuyên truyền cái đề án Hội An Nhân Tình Thuận Hậu trong thời gian qua tại nhà trường là một việc làm hết sức có ý nghĩa, nhằm góp phần lan tỏa những cái thông điệp của đề án đến cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, thì nhằm lưu giữ cái giá trị tốt đẹp của người Hội An xưa trong cái lối sống cũng như trong cái cách đối nhân xử thế. Và chính cái nội dung vận động trong đề án là chính cái bài học quý giá về đạo đức mà mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường phải thường xuyên học tập và rèn luyện. Năm 2018, đề án Hội An Nhân Tình Thuận Hậu được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trong giai đoạn đầu, phạm vi thực hiện là các phường nội thị. Ngay sau đó, nội dung đề án đã được tuyên truyền đến học sinh mẫu giáo và tiểu học, các tiểu thương, nhân viên các doanh nghiệp du lịch, nghiệp đoàn xích lô, cán bộ và nhân dân. Nội dung tuyên truyền vận động đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ tiếp cận, nhất là với đối tượng học sinh, góp phần giữ gìn và phát huy nếp sống, lối sống tốt đẹp của người dân Hội An trong giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt hàng ngày. Từ năm 2018, thì khi mà cái đề án này được công bố, thì tất cả các trường trên địa bàn đã thực hiện rất là tốt. Và cái đề án này cũng đã được lan tỏa rất là nhiều. Tiêu biểu như là các em cũng đã thực hiện rất là tốt, gương người tốt việc tốt, như là nhặt được của rơi rồi trả lại cho người mất. Phòng giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo cho các trường là tiếp tục thực hiện những cái việc mà mình đã làm, để đây là nhằm mục đích là giáo dục cho các em thực hiện chính cái vấn đề, chính cái nội dung trong cái đề án Hội An Nhân Tình Thuận Hậu, để mà nhân rộng và lan tỏa được cái đề án. Hiện nay, thành phố Hội An đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án Hội An Nhân Tình Thuận Hậu. Trong đó, các buổi tuyên truyền đề án đã được tổ chức tại các trường tiểu học, trung học cơ sở vùng ngoại thị trên địa bàn thành phố trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Qua đó, tiếp tục lan tỏa các thông điệp của đề án Hội An Nhân Tình Thuận Hậu đến đội ngũ giáo viên và học sinh ở Hội An. Thì đối với lại đề án này thì trung tâm tổ chức triển khai cho rất là nhiều các cái đối tượng, thì trong đó cái đối tượng là các em học sinh tại các cái trường học. Bởi vì cái thứ nhất á, đây là một cái lực lượng, một cái thế hệ trẻ, thế hệ tương lai muốn truyền cái giá trị văn hóa đến các em, để các em có cơ hội được hiểu biết thêm về những giá trị truyền thống và tiếp tục để giữ gìn cái bản sắc của người Hội An của chúng ta từ xưa đến nay. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã chỉ đạo các trường học có kế hoạch xây dựng nội dung tuyên truyền đề án Hội An Nhân Tình Thuận Hậu cho học sinh, lồng ghép nội dung đề án vào chương trình sinh hoạt ngoại khóa hoặc chương trình giảng dạy các bộ môn chính khóa của nhà trường.